cầm con điện đây. Thằng này nó có cái máy mini đẹp thế nhỉ. Mua đâu đấy cô? Dạ. Mua đâu đấy? Mua trên mạng không, nhiều lắm. Bao tiền cái? Cái này cháu mua từ 2018, đặt cháu mua là hơn chục. Hơn chục triệu á? Vâng. Trung Quốc. Vâng, Trung Quốc mà. Chứ hàng Việt Nam mình làm sao đáp ứng được. Việt Nam mình có làm được. Xe đây và tôi cũng tuyệt vời hơn nhiều. Ba triệu cũng đỉnh. Cái ba diện này. Nó bảo cây kia đẹp, cái kia mà là còn 5 triệu, cái cây này chỉ 1.3 triệu thôi. Mình đã không thèm mất nhờ thì có vài công cảm lại phải ra đi cả. Nhiều cây dáng rất đẹp nha mọi người. Bát diện, thâm hồng bát diện.